Xin chào mọi người, khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop Dell Latitude 5501 ha. Cái con máy này thì cái chip rất là khỏe luôn, i7 9850H, cái chip H rất là khỏe, RAM 32GB. Như thế nào thì mọi người tìm hiểu cùng mình ha. Cái này thì học sinh, sinh viên hoặc là văn phòng rồi đó, sử dụng mà quá mê luôn mọi người, chip 9H. Hiệu năng nó cao, sử dụng rất là sướng. Cái vỏ ở ngoài á thì mình nhìn thấy là nó tương đối sạch sẽ nha. Đây mọi người, không có bị bể vỡ hay cấn trầy nặng gì hết trơn á. Có chỗ này hơi xước lông mèo rất là nhẹ tí chỗ này. Đây mọi người nè, tí thì tí xước lông mèo rất là nhẹ luôn, cũng khó thấy. Vậy thôi, còn lại là mình thấy là trên cái vỏ này là như vậy là tương đối ok. Quay kỹ lại cái chỗ xước lông mèo sơ sơ cho mọi người xem này, rất là nhẹ luôn, khó thấy lắm luôn á. Đây nè ha, các ngõ kết nối. Đây là ngõ sạc nè, ngõ kết nối Type C sấm sét nè mọi người ha, rất là tiện. USB bên này thì nguyên một dãy luôn, mạng LAN, HDMI, USB, USB, tai nghe, thẻ nhớ ha. Cạnh rồi là mình thấy là tương đối sạch đẹp nè. Máy cái vỏ ở ngoài thì như vậy là quá ok rồi mọi người ha. Ở bên trong màn hình 15.6 inch, màn hình Full HD đẹp, không có lỗi làm gì hết. Phím thì có LED nha. Đây mọi người thấy nè, LED phím và có phím số rời bên hông để mình bấm dữ liệu rồi đó mọi người, bấm số này kia rồi cho nó nhanh đó. Và cái phím thì còn đẹp, nhưng có nó hơi bóng nhẹ cái chỗ cái chuột. Nói chung là đã qua sử dụng người ta có bóng cái phần phím nha mọi người, phần khay phím rồi nè, có bóng. Ở này thì cũng có bóng nè, người ta gác tay ta bấm nó chuột đó, nó hơi bóng. Ở bên này cũng hơi bóng nhẹ, mình nghĩ là do cái thói quen của người ta sử dụng, người ta để vậy thôi. Chỗ này cũng vậy luôn, cái gác tay hơi bóng nha, vàng re chuột này sạch sẽ nè, và chỗ này cũng hơi bóng, người ta gác tay người ta sử dụng á à, như thế này. Nói chung là cái mặt này có bóng, nó không bị bể vỡ hay cấn trầy, nhưng mà có bóng đã qua sử dụng đó. Cái cấu hình mình sẽ quay rõ mọi người cấu hình rồi mình báo cái giá nha. Latitude 5501 i9 lộn i7 9850H. 98 thì rất hiệu năng rất là cao, tới 2.6 mọi người, 12 CPU 12 luồng rất là khỏe nha. RAM 32GB là quá ok. SSD này là 512. SSD thì mình nâng cấp thoải mái, 1T 2T gì bao nhiêu cũng được mọi người, thoải mái luôn. Màn hình là đẹp, không có lỗi làm gì hết. Độ phân giải màn hình đó là Full HD 1920x1080 nè. À, rất là đẹp. Còn à, mình có check cái series luôn, sản xuất 2020 tại Japan nha mọi người. Mỗi cái con máy sẽ có mỗi cái số series khác nhau. Mình thường check cái dòng này lắm, cho nên là mình view con nào mình sẽ gửi đúng con đó cho mọi người. Mọi người yên tâm, mọi người có thể là bật video lại để xem series luôn. Cho nên đó là mọi người thấy mình view 5501 thì nhiều đúng không, nhưng mà mỗi tất cả những cái 5501 mình từng view á, trước đây từ lúc mà mình chưa up video này lên thì đều đã bán hết rồi. Đây là một cái video mới về 5501 ha, một cái con mã số khác. Mọi người tin ý, mọi người để ý là thấy như vậy nhưng không con nào giống con nào hết. Cùng một cấu hình, có thể ngoại hình giống nhau, có con thì bóng chỗ này, con thì bóng chỗ kia, cũng có con nó gần bóng như vậy. Đây ha, nói chung là cái phần này có hơi bóng. Pin nó thì tầm 3 giờ kèm sạc zin. Ở bên ngoài thì như vậy là cũng đánh giá là đẹp rồi mọi người. B168 giá 9 triệu rưỡi thôi cho cái con chip 9H này. Ai chốt có thể inbox mình, mua hàng cọc cho mình 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình. Máy thì luôn luôn bao zin nên mọi người yên tâm về chất lượng. Đôi lúc cái video nó dài quá mình quên nói chuyện bao zin đi. Tất cả hàng của nhà mình từ 1 triệu cho tới hả 20-30 triệu đều bao zin hết. Nên mọi người yên tâm. Cảm ơn mọi người nhiều nha.